Đấy, thì hôm nay bây giờ thì hôm nay tôi sẽ gửi lên cho mình xem là mấy cái em quần như thế này này, cái em quần đá băng như thế này đây mọi người. Rồi này chưa à, thì em này á, bên đây sẽ có ba sọc trắng và màu đó là màu xanh xanh, gọi là xanh lá và nhỏ một giọt trắng mọi người. Đó là thành màu xanh này nè à, mặt dưới này sẽ có mỗi hình logo như thế này à, mặt dưới sẽ có mỗi hình logo như thế này mọi người, như thế này nè mọi người à. Sau nó sẽ không có gì nha, sau sẽ không có gì mà mọi người đừng có để ý cái đầu cho mọi người, cái đầu tôi mới ngủ tới về, không phải là ngủ tới về mà tôi nằm á, nằm tôi lăn qua tôi lăn lại tới giờ nè. Giờ tôi sẽ treo lên cho mọi người xem ạ. Ok mọi người. Mấy cọng này nó nhìn sợ quá. Hay là mấy cọng này gì à? Nó đúng rồi, dục nó vô mấy cái bãi mưa nước nó xịt non á. Tôi gắp miếng lá là nó nhìn trời ơi. Nhìn té lá. Trời nắng rồi này. Nắng rồi mọi người, nắng lên. Nắng lên rồi. Nắng lên rồi. Chơi trong nhớ nói về một con trai vậy, nói chuyện dễ thương là dễ thương thôi, không có để ý ai thương mình, con trai để ý con trai chứ hay chọc hả, hay chọc là Quang Huy Lim, tôi cũng hay chọc nhưng mà tôi cũng hay chọc đó, liệu hả, liệu dữ luôn á, là mì tôi cũng dữ mọi người, tôi kiểu cảnh giác á, tôi mà thả lỏng người ra gọi là không có ai chọc tôi đâu, tại tôi dữ người á. Mà Quy là cũng liệu gì vừa mà Liêm, nhưng mà mấy này ai chọc thì thấy cái ly á, cái ly hại á. Nói về cặp mắt đẹp hả, kim với ngàn chi lì liêm Quang Huy, cặp mắt nó đẹp, cười nó đẹp lắm, cười lên đẹp như vậy lắm, nụ cười đẹp, nụ cười tỏa nắng,
nó lên người lại. Bữa hỏi nhiều cái gì bữa dạy trước cái môn đó ba nó mọi người là kiểu nó đi theo cái chuyện luôn rồi đó, thì nó đi theo cái chuyện của tôi, nó đi theo cái này, cái nó có khung sẵn của tôi luôn hay gì mọi người, thật sự đó mấy bữa hỏi còn còn nói mà rồi đó những cái đó ba nhiều kia mới kêu tôi đá lại cái đó đá đâu. Cái bữa đi về nó hỏi chú Ly, cái chú Ly nói là tính đá ba à, có tính đá ba lại không quy, cái tôi nói là tôi cũng biết nữa, để coi xe lại giờ là tí quá là lên công chuyện. Xong cái cái bữa hỏi cái gì cà phê với chưa lúc đầu người nào người đó ngủ đá 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 hỏi cái đá luôn đá luôn rồi. Bao nhiêu tôi đá luôn đúng rồi, bao nhiêu tôi đá luôn mà lúc mới đá thì còn hơi kiểu như chưa quen giỏ mấy chặng đầu á, còn chưa quen giỏ hôm qua thì đá bắt đầu giữ kèm người rồi vậy, kèm người được hay hơi rồi, kèm người được hay hơi giữ cũng được ok. Đó tôi đá cũng được mang trời chung là tập đệ tử trong nhóm khen tôi, nó là mấy đứa trong nhóm nên là tôi là rồi tôi đang biết đá mà tôi biết kèm người này kia không à, nó tôi nói không phải là tôi đang không biết đá mà do là lâu quá không đá lại, bây giờ đá lại á nó bị quên á, hiếu lùng bạn chứ lì thấy tôi đá. Ủa này biết đâu anh hả, cái này nó làm trên mạng xã hội mà không biết đâu anh hả, trời ơi kinh thường vậy trời. Tôi biết đánh cầu lông ạ, đá banh ạ. Ờ tôi biết thể thao, chơi thể thao cùng gia đình nha mọi người, nhưng mà trên mạng này tôi cũng gành ra được một xíu. Trên mạng này thì từ lúc mà tôi làm YouTube tới giờ với bà sẽ làm về kênh TikTok thì tôi được xíu. Thật ra là tôi cũng tính làm về cái chủ đề TikTok, quay vlog này kia, nhưng mà làm biến lắm, biến với lại clip và phải chỉnh clip của mình cho mọi người lâm chưa, cũng muốn làm một cái TikToker nhưng mà biến ngang lại biến ngang nha mọi người, nó clip cũng khá là dài, tôi sẽ kết thúc clip này đây mọi người, hẹn mọi người vào clip tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, bye nha.